Nhưng đó. Mà đây giờ cái khung hình này là giờ cho ra la mày ra luôn đi. Rồi để thơ đang ngồi đó đó. Thôi có bị hello không? Rồi trao đổi. Xin chào mọi người, mình là MC Thanh Thanh Huyền. Trong những ngày qua Huyền phải nói là Huyền rất là vui, Huyền rất là hạnh phúc khi mà nhận được sự đón nhận của mọi người. Bởi vì từ trước đến nay thì thực sự mà nói thì công việc MC không có được chú ý nhiều bằng so với lại những công việc khác trong ngành giải trí. Cho nên là việc mà mọi người đón nhận và ủng hộ cho Huyền, Huyền rất là biết ơn điều này. Và Huyền nghĩ nó là còn cả một cái chặng đường dài phía trước, Huyền phải cố gắng rất là nhiều. Sẽ không chỉ dừng lại ở một chương trình, một đoạn clip, mà mong là mọi người còn đón nhận Huyền nhiều hơn nữa trong những dự án và những cột mốc tiếp theo ạ. Cái kỷ lục mà chị nhớ được, cái số lượng chẩn mà trước giờ là chị đã vượt qua kỷ lục 3.000 chưa? Hay là có những cái con số cao hơn? Nếu mà nói trong việc dẫn chương trình á, thì 3.000 chữ là một cái kỷ lục cao nhất của mình. Tuy nhiên trong thời đi học á, thì Huyền từng nhớ nhiều hơn, nhất là trong giai đoạn mình thi đại học. Thực ra là ngày xưa Huyền học văn cũng khá là tốt. Thì trong lúc mà mình thi đại học đó thì hầu như là những cái bài văn hay là những cái bài luận là Huyền đều nhớ hết. Và thay vì là Huyền nghe nhạc giải trí thì những cái bài văn đó Huyền nghe giống như là nhạc hàng ngày của Huyền. Và đó cũng là một cái tip, một cái mẹo để mà mọi người có thể cố gắng ghi nhớ một cái điều gì đó. Tức là mình cứ nghe đi nghe lại giống như là nhạc vậy đó. Huyền được nhận kịch bản từ ban tổ chức vào ngày 18 vào buổi trưa, và đến buổi trưa ngày 20 là Huyền dẫn. Như vậy thì Huyền có 2 ngày để mà Huyền học kịch bản. Tuy nhiên là trong cái thời điểm đó khi mà Huyền đến Phú Quốc thì Huyền cũng có một vài chương trình nữa ở Phú Quốc, cho nên là thật sự là mình cũng mình có phân chia bộ não của mình ra một chút xíu. Nên Huyền nghĩ là nếu mà thời gian lần sau thì Huyền có lẽ là Huyền sẽ dẫn còn hay hơn, nhưng mà mình thực sự mình tập trung hoàn toàn 100% cho chỉ một chương trình trong vòng 2 ngày thôi. Chị nghĩ là mình có thể đặt ra một cái mức kỷ lục sắp tới của mình. Kỷ lục sắp tới của Huyền là 5.000 chữ và 100 tên riêng. Anh hỏi xíu, là cái điều gì mà khiến em quyết định là không dùng kịch bản, không cầm kịch bản trên tay mà đọc cái kịch bản 3.000 chữ nhớ trong đầu? Thực ra thì em rất là hay nghe khán giả của Việt Nam mình so sánh với MC nước ngoài, và thậm chí là bản thân em cũng từng so sánh là tại sao MC nước ngoài người ta vẫn hay vậy, người ta vẫn phóng khoáng, người ta không cầm cái gì trên tay. Thì thực ra là MC Việt Nam cũng có cái khó là bởi vì mình có nhiều tên riêng và nhiều tên chức vụ đại biểu quá. Thì em muốn là mình có một cái cột mốc thật là đáng nhớ trong công việc của mình. Cho nên là đây không phải là lần đầu. Thực ra là trong show Xích Đô của Đỗ Mạnh Cường và trong những cái show trước đó thì em cũng không bao giờ cầm kịch bản, là thậm chí là trong rất là nhiều những cái chương trình thời gian gần đây em cũng không cầm. Thì em nghĩ là hay là mình làm một cái gì đó đi để cuộc đời mình nó có một cái gì đó đáng nhớ, một cái dấu mốc. Thì em quyết định là em xin ban tổ chức cho em không cầm, chứ thực ra là không phải là chương trình không có kịch bản.
để chuẩn bị như vậy thì em mới mất bao lâu? Em mất khoảng 48 tiếng để có thể ghi nhớ được như vậy. Dạ. Và cái cách em nhớ như thế nào, em có thể chia sẻ một xíu không? Thì em có một vài cách, ví dụ như là em sẽ ngồi em ghi lại tất cả những gì em có thể nhớ được. Cái thứ hai là em sẽ sắp xếp theo một cái trình tự logic. Ví dụ như là những người họ Nguyễn em xếp cùng với nhau chẳng hạn, những người họ Trần họ là tên riêng như thế nào em xếp cùng với nhau theo một cái thứ tự và em tự mã hóa cái thông tin đó. Cái thứ ba là em ghi âm lại. Em ghi âm lại toàn bộ kịch bản đó và em cứ nghe giống như là nghe nhạc thôi ạ. Mà lúc ở trên sân khấu mà để mình thuyết trình như là mình trình bày á thì em có cảm thấy là bị áp lực không? Với lại trong lúc đó em có run nhiều không hay là và như thế nào, tinh thần của em lúc đó như thế nào? Lúc đó em thấy rất là đã. Em thấy đã. Mặc dù là trời nóng nhưng mà em cảm giác là mình đang làm được cái điều đó. Thực ra là em cũng hơi làm mất thời gian của mọi người, bởi vì hôm đó là trời nắng nóng gần 40 độ và mọi người biết là chị Ngọc Trinh xém té xỉu cũng giống như là khách mời ngồi đó rất là sốt ruột, nhưng mà kịch bản thì mình vẫn phải làm và em vẫn phải cảm ơn mọi người. Cho nên là lúc đó em chỉ lo là mọi người ngồi sẽ bị ảnh hưởng tới sức khỏe của mình nhiều thôi ạ. Dạ. Có nghĩ là cái việc của mình cái ngày hôm đó cái phần thể hiện của mình là chơi chọi hơn không? Tại vì MC thường là không có bắt buộc phải là thủ hết toàn bộ kịch bản rồi. Em nghĩ đó là một cái thử thách cho riêng bản thân em thôi, chứ em không có muốn chứng tỏ hay là đặt ra một cái điều gì cho những MC khác. Nhưng mà em nghĩ là nếu như mà ai mà có thể học được kịch bản thì trong cái cách dẫn của họ sẽ chủ động hơn rất là nhiều, và họ sẽ cái thần thái của người ta sẽ tự nhiên hơn. Thì đó là một cái hướng đi riêng của em thôi. Và mọi người đừng có đánh giá những người khác ở trong nghề là tại sao người này cầm hay người kia không cầm. Đó có thể là một cái phong cách của riêng bản thân Thanh Thanh Huyền thôi ạ. Một số biên tập viên khác khi mà thấy em thấy một cái performance của em như vậy á thì người ta có comment ở dưới là ta nói là một sự quá liều lĩnh. Thì em thấy là về điều này. Có thể mọi người nhìn vô mọi người cảm thấy là em liều lĩnh, nhưng bởi vì em biết là em đã học, em tự tin và em có một thời gian dài luyện tập rồi, chứ không phải là đây là lần đầu tiên em làm việc đó. Cho nên là đối với bản thân em thì em cảm thấy mình không liều, nhưng mà người ngoài nhìn vào thì họ sẽ nghĩ là em liều đấy ạ. Dạ. Đây là mình không có một bất cứ lỗi nào ở trong kịch bản đó hết. Em chưa thấy ai nhắn tin cho em rồi bảo là Huyền ơi sao lại đọc sai tên hoặc là chức vụ của anh chị, nên là dạ chưa, vẫn chưa có cái gì. Thì cái clip mà em đăng lên trên mạng cho mọi người trong phòng khoảng 3 phút á, thì cũng đã được thu gọn lại để mọi người có thể dễ coi. Tuy nhiên là em nghĩ là khoảng vài ngày nữa thì bên ban tổ chức của Fashion Voice sẽ đăng tải một cái clip full, thì khi đó mọi người có thể xem toàn bộ phần dẫn của em cả tiếng Việt và tiếng Anh ạ. Dạ. Em bằng bạn như thế nào với đạo diễn Long Can? Dạ. Em bằng bạn như thế nào với đạo diễn Long Can trong cái phần rehearsal? Dạ. Sau khi mà em là thuyết trình xong cái phần đó thì đạo diễn có comment hay là bình luận gì nhận xét về cái phần đó không? Thực ra là em đã xin phép anh Long Can, tại vì em rất là tôn trọng, đây là một chương trình của ảnh sáng lập và có rất là nhiều những cái tiết mục quan trọng, thì em có nói là anh ơi, anh hãy tin em để cho em được là chính em, dẫn theo phong cách của em, cho em không cần kịch bản anh nhá. Thì anh Long Can cũng đã theo dõi em qua những cái chương trình khác, thì ảnh đã cho em cái cơ hội này. Và câu hỏi tiếp theo của anh là comment của anh Long Can sau khi comment thì ảnh ôm em một cái ở trên sân khấu. Em nghĩ là nó thay cho tất cả những cái lời nói. Và cảm xúc của em sau cái phần thuyết trình 3.000 chữ đó như thế nào ngay trên sân khấu? Em vẫn cảm giác là lâng lâng, em không nghĩ là mình có thể dẫn nó một cách trôi chảy đến như vậy. Dạ. Và em cũng hy vọng là mình sẽ tiếp tục phá những cái kỷ lục khác, bởi vì thực sự là khi mà em đã có một cái dấu mốc như vậy rồi thì mọi người sẽ trông đợi rất là nhiều điều ở Thanh Thanh Huyền. Cho nên là bây giờ em phải tập trung học nhiều hơn và đầu tư cho công việc này nhiều hơn nữa. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.